Thời gian qua, các công ty, xí nghiệp đã phải nỗ lực hết mình trong công tác phòng chống dịch, phải song hành với hạn chế thấp nhất kinh tế bị gián đoạn. Từ đó, nhiều giải pháp, sáng chế lần lượt ra đời để phù hợp với từng giai đoạn. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có 16 khu công nghiệp và công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Vì vậy, để hoạt động kinh tế không bị gián đoạn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã yêu cầu chuyên gia và người lao động ở lại Vũng Tàu. Còn một số đã được phân công làm việc online. Các xe tải, tài xế đều được khử khuẩn thường xuyên khi ra vào cổng nhận hàng. Về phía các doanh nghiệp, các ứng dụng công nghệ, quét mã QR code được tăng cường tối đa trong quản lý, kiểm soát thông tin người lao động và khách hàng ra vào doanh nghiệp. Trong đó, giải pháp được nhiều nhà máy triển khai là điều chỉnh giờ ca, kịp dây chuyền sản xuất trong hướng giảm, tách mật độ người lao động làm việc cùng lúc. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tự sáng chế hoặc đầu tư buồng khử khuẩn bằng hệ thống phun siêu âm 360, không làm ướt, áp dụng cho tất cả người lao động và khách hàng khi ra vào hàng ngày. Chúng tôi áp dụng khử khuẩn theo 3 lớp. Đầu tiên là từ ngoài cổng khử khuẩn người, phương tiện, đo thân nhiệt. Khi vào đến trụ sở của doanh nghiệp thì tiếp tục lớp thứ hai là khử khuẩn, quét mã, kiểm tra khẩu trang. Tại phân xưởng, lại thực hiện khử khuẩn, đo thân nhiệt lớp thứ ba trước khi bắt đầu làm việc. Công ty đã thiết lập hệ thống sàng lọc và quét mã trực tuyến, được cài đặt tại cửa ra vào xe công ty để nâng cao tốc độ truy vết nguồn gốc F1, F2, lưu giữ thông tin cá nhân theo dạng dữ liệu máy tính để thuận tiện theo dõi, đặc biệt là thực hiện đưa đón nhân viên bằng xe buýt của công ty, chỉ vận chuyển 50% số lượng người trên xe theo quy định ban hành. Chúng tôi đã chủ động làm việc với các đối tác theo hình thức online. Nhờ cơ sở hạ tầng, đường truyền dẫn được đầu tư đồng bộ ngay từ khi xây dựng nhà máy nên các cuộc giao tiếp làm việc diễn ra suôn sẻ. Đến nay, tất cả khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa có lao động bị nhiễm Covid. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn liên tục. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 50% và tăng gấp 3 lần về doanh số so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh cũng tăng trưởng mạnh, tăng 27% so với 6 tháng đầu năm.